Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 16, câu 5 đến 11. Khi ấy, Đức Giêsu phán với các môn đệ: "Bây giờ Thầy đến cùng Đấng đã sai Thầy, và không ai trong anh em hỏi: Thầy đi đâu? Nhưng vì Thầy nói ra các điều ấy, nên lòng anh em tràn ngập ưu phiền. Song, Thầy nói thật với anh em: Thầy ra đi thì có lợi cho anh em. Thật vậy, nếu Thầy không ra đi, Đấng Bảo Trợ sẽ không đến với anh em. Nhưng nếu Thầy đi, Thầy sẽ sai Đấng ấy đến với anh em. Khi Người đến, Người sẽ chứng minh rằng thế gian sai lầm về tội lỗi, về sự công chính và việc xét xử. Về tội lỗi, vì chúng không tin vào Thầy. Về sự công chính, vì Thầy đến cùng Chúa Cha và anh em không còn thấy Thầy nữa. Về việc xét xử, vì thủ lãnh thế gian này đã bị xét xử rồi." Anh chị em thân mến, Thầy đi thì có ích lợi cho các con. Vì nếu Thầy không đi, thì Đấng Phù Trợ sẽ không đến với các con. Trước khi về cùng Thiên Chúa Cha, Chúa Giêsu đã trấn an các môn đệ thân yêu của mình bằng việc hứa ban Chúa Thánh Thần cho các ông. Đó là nội dung của sứ điệp tin mừng hôm nay. Vả vậy, dù lòng các môn đệ tràn đầy nỗi buồn, nhưng các ông cố gắng tín thác vào những điều Chúa Giêsu nói. Chúa đang nói cho các ông biết Chúa sẽ về cùng Chúa Cha, và điều này thì sẽ tốt hơn cho các ông. Tại sao vậy? Bởi vì nếu Chúa Giêsu ra đi về với Chúa Cha, thì Chúa mới có thể gửi Chúa Thánh Thần đến với các môn đệ. Và Chúa Thánh Thần sẽ là Đấng giúp đỡ và củng cố niềm tin cho các ông. Tuy nhiên, dưới cái nhìn của con người, các ông thật khó mà chấp nhận sự thật này. Các ông sẽ nhớ Chúa Giêsu, các ông không còn đụng chạm, không còn được chia sẻ những bữa ăn và không còn được lắng nghe Chúa Giêsu dạy bảo. Nhưng khi lãnh nhận Chúa Thánh Thần, các ông sẽ được mạnh mẽ, can đảm và giúp các ông nhớ lại những gì Chúa Giêsu đã dạy là sự thật. Là người Kitô hữu hôm nay, chúng ta không được diễm phúc đón nhận những lời an ủi trực tiếp từ Chúa Giêsu như các tông đồ ngày xưa. Nhưng chúng ta tin tưởng vững vàng rằng lời hứa xưa của Chúa Giêsu vẫn và đang tiếp tục được thể hiện trong cuộc sống chúng ta hôm nay. Chúng ta vẫn luôn được Thiên Chúa ban cùng một đặc ân của Chúa Thánh Thần. Điều quan trọng là chúng ta có đủ đức tin trước những thử thách của cuộc sống hay không. Lạy Chúa Thánh Thần, xin đến với chúng con, xin giúp chúng con luôn vững vàng trong niềm tin, để chúng con luôn tôn thờ Chúa cho phải đạo và sẵn sàng mở lòng đón nhận tiếng Chúa Thánh Thần. Amen.